One Audio Pro 10, tai nghe DJ bán chạy nhất thế giới trên Amazon. Chất âm 2 chuẩn 2DS, nhịp bass sống động với màng loa kích thước 50mm, thích hợp để nghe nhạc và xem phim. One Audio Pro 10 là tai nghe có dây siêu bền với phần dây dễ dàng thay thế. Đệm tai êm ái mang lại cảm giác đeo thoải mái, dành riêng cho người xem hiểu rõ trong 5 phút khi các bạn bấm vào đường link bên dưới, giá chỉ còn 590.000. Xin chào và chào mừng các bạn đến với video phân tích chiến sự Ukraine trực tiếp trên bản đồ. Chủ nhật ngày 24 tháng 12. Chúng ta cùng bắt đầu với những diễn biến tại bờ nam Novomykhailivka, nơi ghi nhận đòn phản công của Ukraine, đẩy lùi lực lượng Nga ra khỏi khu vực này, ngăn chặn trường hợp Nga có một cứ điểm nào đó. Quân đội Nga đã chuyển hướng tấn công, họ đi dọc đường rừng và đang tìm cách để có thể tấn công vào khu vực tây nam Novomykhailivka. Tại bờ bắc, quân đội Nga đã đặt chân tới cánh rừng lân cận Novomykhailivka. Ngoài cánh rừng này thì chẳng có gì ngăn cách quân đội Nga và Novomykhailivka ở bờ bắc. Mũi tấn công này được triển khai ngay khi chiến dịch tại Marinka vừa kết thúc. Quân đội Nga tận dụng khoảng trống và kéo quân từ Marinka xuống đánh chiếm Novomykhailivka. Tiếp tục đến với diễn biến mới tại Vesele. Quân đội Nga chiếm thành công cánh rừng đông bắc khu định cư, làm bàn đạp để chuẩn bị tiến tới Vymka. Nhưng tiến trình sẽ không hề dễ dàng vì con đường tới Vymka tràn ngập các bãi mìn, vị trí đặt pháo của Ukraine. Tuy vậy nhưng về cơ bản, quân đội Nga vẫn đang nhích lên từng chút một, như mọi người có thể thấy qua những thay đổi mới về lãnh thổ trong khoảng thời gian gần đây. Cùng nhìn vào bản đồ của Deep State Map của Ukraine, bản đồ này biểu thị các điểm tập trung lực lượng của quân đội Nga. Có thể thấy, quân đội Nga tập trung chủ yếu tại Kupian, Kremina, Bakhmut, Avdiivka, tiền tuyến phía Nam và tại vùng Kherson. Cụ thể hơn, lực lượng tại Zaporizhia phân bố lẻ tẻ. Có lẽ những người lính đã được luân chuyển để đi nghỉ dưỡng sau khi phải trấn thủ xuyên suốt 6 tháng chiến dịch của Ukraine. Tại Kherson, quân đội Nga tập trung chủ yếu tại Krynki và bờ đông sông Dnipro. Tại Krynki nổ ra chủ yếu các cuộc đối đầu giữa pháo binh và các cuộc chiến tranh giành lãnh thổ nhỏ lẻ. Ngoài ra tại Krynki cũng diễn ra một sự kiện tương đối đáng chú ý. Theo đó, ba chiếc Su-34 của Nga đã rơi xuống từ bầu trời Krynki. Quân đội Ukraine đã tổ chức một cuộc tập kích, tung lưới và tóm gọn ba chiếc Su-34 bay lượn cực kỳ tự tin trên bầu trời Krynki trong thời gian gần đây. Đó có thể là thành công lớn nhất của lực lượng phòng không Ukraine kể từ khi cuộc chiến bắt đầu cho đến thời điểm hiện tại. Chúng ta cùng tiếp tục với diễn biến tại Zaporizhia. Các cuộc đụng độ tranh giành lãnh thổ liên tục nổ ra. Cụ thể là Ukraine đánh vào Kopani, còn Nga đánh vào Robotyne. Chiến dịch này được Nga chia ra thành 3 mũi nhọn khác nhau: từ phía tây Robotyne, từ phía bắc Novoprokopivka và từ phía tây Vebove đánh vào. Vùng lãnh thổ nhô ra này là phần lãnh thổ Ukraine chiếm được trong chiến dịch tấn công vừa qua. Và cứ điểm quan trọng nhất trên toàn bộ lãnh thổ này gọi tên khu định cư Robotyne. Tất cả những phần lãnh thổ còn lại chỉ là các cánh rừng nhỏ lẻ và những bãi đất trống rộng lớn. Nếu để mất Robotyne, Ukraine sẽ mất hết. Không những thế, nhiệm vụ này dường như là bất khả thi với quân đội Ukraine vì vị trí địa lý của Robotyne. Xung quanh Robotyne có nhiều khu định cư khác nằm dưới quyền kiểm soát của Nga. Trong khi đó, khu định cư gần nhất Ukraine chiếm được mà có khả năng gửi tiếp viện tới là Novodanilivka. Nói chung là lực lượng Ukraine chiến đấu tại Robotyne chỉ nhận được nguồn tiếp viện nhỏ giọt, trong khi bị bao vây bởi các khu định cư lân cận thuộc quyền kiểm soát của Nga. Trong ba mũi nhọn kể trên, thì đòn tấn công vào từ phía tây về bầu về chỉ là một đòn nhử, kéo giãn đội hình Ukraine tại Robotyne. Nói chung là quân đội Nga phải đẩy mạnh áp lực quân sự vào Robotyne được một thời gian rồi, nhưng những tiến triển mới dường như là không có nếu ta nhìn vào bản đồ theo chế độ biểu thị phần lãnh thổ mới chiếm được. Chuyển tiếp tới diễn biến tại Bakhmut. Diễn biến mới được ghi nhận tại Spiene. Quân đội Nga triển khai chiến dịch tấn công từ hướng tây nam Spiene. Sau cuộc tấn công, một vài chiếc xe quân sự Nga đã bị phá hủy trong quá trình tiến đánh. Thủ phạm là hệ thống pháo phòng thủ và tên lửa chống tăng của Ukraine. Quân đội Nga phải đi qua nhiều bãi mìn để tiến đánh, nhưng họ cũng có được thành công bước đầu với phần lãnh thổ chiếm được. Kéo lên phía bắc, tại Kremina, giao tranh nổ ra ác liệt tại khu vực lân cận Teni, nhưng lại không có thay đổi về lãnh thổ được ghi nhận. Tại vùng lãnh thổ này, đã từng ghi nhận một chiếc xe tăng Leopard của Ukraine bị thổi bay. Giờ thì ta lại thấy một chiếc Leopard nữa bị Nga cho nổ tung ở hướng tây bắc Kremina. Cuộc chiến bào mòn vẫn đang tiếp diễn, nhiều khí tài của Ukraine đã bị nằm lại trên tiền tuyến. Nhìn vào tất cả các tiền tuyến trên chiến trường trong thời điểm hiện tại, ta được chứng kiến bức tranh chiến trường là những cuộc chiến bào mòn, dài hơi. Tuy nhiên, điểm khác biệt cơ bản là quân đội Nga có lượng viện trợ khổng lồ liên tục được đẩy lên chiến trường. Trong khi chiều ngược lại, Ukraine đang phải chiến đấu hết sức gian khổ, chỉ lì tiết kiệm đạn dược vì các gói viện trợ từ phương Tây liên tục bị trì hoãn. Nhiều đầu báo đăng tin cho rằng đây là sự mệt mỏi của phương Tây đối với cuộc chiến. Nhưng rõ ràng,
chẳng có cái gì gọi là sự mệt mỏi ở đây cả. Phương Tây chỉ đang mất dần niềm tin vào Ukraine, vào một chiến thắng của Ukraine, hay chỉ đơn giản là họ thành công chiếm được thêm phần lãnh thổ trong chiến dịch vừa qua. Phương Tây cho rằng thành quả của chiến dịch tấn công Ukraine đem lại không thể nào so sánh với 50, 60, 100 tỷ đô họ đã đổ vào chiến trường này. Phương Tây đã hết kiên nhẫn, cuộc chiến cứ tiếp diễn, tiến trình của Ukraine thì nhỏ giọt, trong khi phương Tây lại muốn chứng kiến một cái kết nhanh chóng cho cuộc chiến này. Nếu tình hình này cứ tiếp diễn thì ta sẽ lại được chứng kiến cuộc chiến bào mòn. Người chiến thắng là người trụ lại lâu hơn, là người sản xuất nhiều vũ khí hơn, nhiều binh lính để đem ra chiến trường hơn, và chênh lệch là quá rõ ràng. Nga với 140 triệu dân so với 20 triệu dân của Ukraine sau khi hàng loạt người dân tị nạn đã sang các nước khác. Đó là lý do tại sao lại được chứng kiến những cuộc điều động quân đội với kết quả chẳng mấy khả quan của Ukraine. Họ hết dân để chọn rồi. Phương Tây đang ngày đêm mong ngóng nền kinh tế Nga sụp đổ, tinh thần người dân Nga bắt đầu sụp đổ. Nhưng diễn biến lại hoàn toàn ngược lại. Ukraine đang chứng kiến viện trợ từ phương Tây cứ ít đi, rồi lại ít đi. Họ cảm nhận được rằng mình đã bị bỏ rơi bởi những người bạn phương Tây trung nghĩa. Tình trạng đó sẽ là một cú đánh đầu điếng vào sĩ khí của quân đội Ukraine. Hệt như những gì một người lính ẩn danh của Ukraine đã chia sẻ. Giọng nói buồn thiu, anh đang mang trong mình thất vọng tràn trề đối với phương Tây. Viện trợ với tiền tuyến đang bị siết chặt kinh khủng. Dù sao thì quân đội, người dân Ukraine vẫn phần nào đó tin vào một chiến thắng chống lại gấu Nga. Đặc biệt là Zelensky, ngài tổng thống khẳng định không có một ai tin vào chiến thắng huy hoàng như bản thân ông hết. Ông tự tin đến cái mức mà ta có thể sử dụng tính từ hoang tưởng để mô tả về người đàn ông này. Tuy nhiên, việc phương Tây chi tiêu hết sức eo hẹp và liên tục hoãn các gói viện trợ đã làm hỏng tâm trạng của ngài. Đó là những ảnh hưởng của sự trì hoãn của phương Tây với sĩ khí của quân đội, của người dân Ukraine. Người dân Ukraine theo khảo sát trước đó thì dường như vẫn còn niềm tin tuyệt đối vào quân đội của họ. Nhưng với chính phủ thì không được như vậy, mặc dù vẫn còn người ủng hộ Tổng thống Zelensky. Rõ ràng, sau gần 2 năm chiến sự, vị thế của Tổng thống Putin ngày càng được củng cố, trong khi ông Zelensky trải qua giai đoạn khó khăn khi áp lực bủa vây. Vào thời điểm này năm ngoái, Ukraine đang hưng hực khí thế sau khi chiến dịch phản công chớp nhoáng giúp họ giành lại hàng nghìn km vuông lãnh thổ từ tay Nga. Tổng thống Volodymyr Zelensky nhận được sự ủng hộ nhiệt thành cũng như những lời hứa viện trợ hàng tỷ USD từ phương Tây nhằm đánh bại Nga. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin quyết định hủy cuộc họp báo cuối năm 2022 khi quân đội Nga còn nhiều vấn đề trên chiến trường và nước Nga bị nhiều nước đang quay lưng vì phát động cuộc chiến. Nhưng một năm sau, tình thế đã đảo ngược hoàn toàn. Ông Putin tỏ ra tự tin và thể hiện giọng điệu chiến thắng trong cuộc họp báo cuối năm kéo dài 4 tiếng. Trong sự kiện tương tự được tổ chức vội vàng ở Kiev, ông Zelensky tỏ ra lúng túng và bối rối. Trong cuộc họp báo ở Bộ Quốc phòng hôm 19 tháng 12, Tổng thống Nga hào hứng ca ngợi nỗ lực của Nga trong cuộc chiến ở Ukraine, khi bao quanh ông là những tướng hàng đầu ở quân đội. Hình ảnh này tương phản rõ rệt với 6 tháng trước, khi quyền lực của ông bị thách thức nghiêm trọng bởi cuộc nổi loạn của Wagner, cũng như chiến dịch phản công quy mô lớn mà Ukraine phát động vào ngày 4 tháng 6. Mark Galeotti, người đứng đầu công ty tư vấn Majak Intelligence, cho biết ông Putin hoàn toàn có cơ sở cho sự tự tin đó. Ông ấy thể hiện vị thế mạnh mẽ hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ cuộc xung đột bùng phát. Ông nói, ông Zelensky đang ở một vị thế rất khác. Theo Galeotti, Tổng thống Ukraine đang cố gắng thuyết phục các đồng minh phương Tây duy trì sự ủng hộ với Kiev, thậm chí viện dẫn cả nghĩa vụ đạo đức. Trong khi Tổng thống Mỹ Joe Biden, một trong những đồng minh nhiệt thành nhất của ông Zelensky, đã đề xuất gói viện trợ mới 61 tỷ USD cho Ukraine, song mọi việc ở Quốc hội Mỹ rất khác. Ông Zelensky tới Washington tuần trước với hy vọng tháo gỡ bê tắc tại Quốc hội Mỹ, nhưng phải trở về trong thất vọng khi không thể đảm bảo được nguồn viện trợ bổ sung cho Ukraine. Việc ông Zelensky sử dụng từ phản bội trong thông điệp là một phần chiến lược gây sức ép về đạo đức, từng được Tổng thống Ukraine áp dụng hiệu quả trong gần 2 năm qua. Tuy nhiên, chiến lược này giờ có vẻ ít sức nặng đối với các đối tác phương Tây. Chuyên gia Galeotti cho biết, tôi nghĩ nó phản ánh thực tế rằng kết quả chuyến công du không chỉ gây thất vọng mà còn khiến ông trông yếu đuối hơn khi ở quê nhà. Trong những tuần đầu xung đột, ông Zelensky được ca ngợi vì những nỗ lực không biết mệt mỏi để thuyết phục các nước phương Tây đứng về phía Ukraine. Song điều đó ngày càng mờ nhạt khi làn sóng mệt mỏi về cuộc chiến tăng dần sau gần 2 năm giao tranh hao người tốn của. Lực lượng Ukraine từng khiến cho nhiều người bất ngờ vào năm ngoái khi không chỉ chặn đứng đà tiến quân của Nga mà còn giành lại một số vùng lãnh thổ. Nó đã dẫn tới kỳ vọng cao cho cuộc phản công mà Kiev phát động hồi mùa hè. Nhưng sau 6 tháng phản công với nguồn viện trợ chính và quân sự lớn từ phương Tây, Ukraine vẫn không thể đạt được bất kỳ đột phá nào. Điều đó làm suy yếu niềm tin của các đồng minh vào khả năng Ukraine chiến thắng cuộc chiến,
cũng như lo ngại về việc cung cấp thêm viện trợ cho quốc gia này, theo giới quan sát. Nó cũng khiến cho nội bộ Ukraine lục đục khi ông Zelensky mâu thuẫn với tư lệnh quân đội, khi người này nói rằng chiến dịch phản công đã lầm vào bế tắc. Tổng thống Nga đã tận dụng tình thế bế tắc của Ukraine để thể hiện hình ảnh tự tin, mạnh mẽ, theo giới quan sát. Ông Putin ngày 19 tháng 12 cho biết quân đội của ông nắm thế chủ động ở Ukraine và có được những kinh nghiệm quân sự không ai sánh bằng, trong khi Ukraine hứng chịu tổn thất nặng nề và lãng phí phần lớn nguồn dự trữ của họ. Tại sự kiện, ông chủ Điện Kremlin trao danh hiệu Anh hùng Nga cho một số binh sĩ và cùng uống rượu vàng với họ. Ông tuyên bố sẵn sàng đi đến cùng để bảo vệ nước Nga, vì ông luôn xem cuộc chiến ở Ukraine là nỗ lực chống lại phương Tây. Chỉ 6 tháng trước, Điện Kremlin cũng đối mặt với những tranh cãi nội bộ về cách giới lãnh đạo quân sự Nga điều hành cuộc chiến, với đỉnh điểm là cuộc nổi loạn của Yevgeny Prigozhin, người từng được coi là trợ thủ thân cận của ông Putin. Hình ảnh của ông Putin khi đó phần nào lung lay. Song khi cuộc nổi loạn bị dập tắt nhanh chóng và các đồng minh Ukraine bắt đầu nghi ngờ về hiệu quả của cuộc phản công, Tổng thống Nga dường như được tiếp thêm sinh lực. Charles Mintz, cựu quan chức ngoại giao Mỹ và hiện là nhà phân tích của đài radio Hoa Kỳ NPR, cho biết chỉ riêng việc ông Putin tổ chức họp báo thường niên trở lại sau một năm hủy sự kiện đã cho thấy niềm tin ngày càng tăng của giới lãnh đạo Nga về chiến thắng ở Ukraine. Đầu tháng này, ông Putin tuyên bố tái tranh cử Tổng thống vào năm tới và gần như chắc chắn sẽ chiến thắng khi được nhiều người Nga ủng hộ, giúp ông có thể tại vị thêm 6 năm. Michael Clark, giáo sư thịnh giảng về nghiên cứu chiến tranh tại Đại học King's College ở London cho biết, không thể phủ nhận Ukraine đang trải qua vài tháng tồi tệ, còn ông Putin đang ở một vị thế tốt hơn nhiều so với hồi mùa hè. Tổng thống Zelensky nói với giới truyền thông hôm 19 tháng 12 rằng đây là một năm khó khăn với Ukraine, nhưng phủ nhận đất nước của ông đang dần thua trận. Ông nhấn mạnh, Kiev vẫn đang quyết tâm giành lại tất cả những vùng đất mà Nga kiểm soát. Cơ quan theo dõi viện trợ cho Ukraine thuộc Viện Kiel ở Đức ngày 14 tháng 12 công bố nghiên cứu mới cho thấy cam kết viện trợ quân sự, tài chính và nhân đạo mới cho Kiev từ tháng 8 đến tháng 10 năm nay chỉ đạt gần 2,3 tỷ USD, giảm 87% so với cùng kỳ năm 2022. Đây là mức thấp nhất kể từ khi Nga bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine vào cuối tháng 2 năm 2022. Động lực viện trợ cho Ukraine suy giảm, chuyên gia Clark nhận định, Tổng thống Zelensky chắc chắn rất mệt mỏi trước thực tế này, trong khi phải đối phó với những lục đục nội bộ ở Kiev. Đó là tất cả thông tin cho video này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc mọi người một ngày tốt lành.